Ai, comer galeto que tot ce se coaie. Ít ai biết lớp màng trắng màu phai của gạo lứt ẩn chứa một loại dầu quý giá với dinh chất diệu kỳ gamma oregano giúp đẩy lùi cholesterol xấu, bảo vệ tim mạch và cả đến lớp màng của 200 ký gạo lứt để chiết ly ra một lít dầu gạo Simply. Dầu gạo Simply dưỡng chất diệu kỳ từ gạo lứt cho một trái tim khỏe. Sản phẩm được Hội Tim Mạch Học Việt Nam khuyên dùng. Thiết kế bằng cách kim cương đa sắc, đẳng cấp của 3 camera sau 48 megapixel, hiệu năng chiến dịch mạnh mẽ, Samsung Galaxy A50s chọn đột phá đã trải nghiệm đặt trước ngay. Dù nguyên liệu thường hạn, được tinh tuyển khắt khe, chắc trừ 20 năm kinh nghiệm bậc thầy để tạo nên vị năng đặc trưng khó cưỡng. Kim cương bánh trung thu đẳng cấp. Lan ngân mùi ngọt thai đi nha không chứa cồn. Dưỡng da sáng chị. Dòng lan mùi ngọt thai ngay có viên dạng sáng. Từ đi nha. Sữa ADN Gold mới với công thức IQ Power là nguồn dinh dưỡng vàng cho bé sẵn sàng đến lớp. Cô bé sữa ADN Gold mới dinh dưỡng vàng sẵn sàng đến lớp. Ăn cay nóng bạn nước cay tắm. Cậu Vui, cậu tới phòng làm việc của tôi có để một cái chìa khóa ở chỗ kia kiểm gần bàn làm việc đó. Cậu lấy cái chìa khóa đó, rồi sau đó lấy tập hồ sơ màu xanh ở trong ngăn kéo của tôi, rồi bắt xe ôm. À không, đi taxi đi cho chắc. Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cậu liền. Cậu đi đi nha. Dạ, tôi biết rồi.
Nhanh nhanh nhanh. Còn nửa tiếng nữa mới hết ca. Nhưng mà anh có gì phải đi gấp. Biết tìm anh nha. Dạ dạ dạ. Đi nha. Nghe là chị Ngọc. Cậu lấy được chưa? Em tới đây liền đi, gấp lắm đó. Dạ, nhưng mà chị ơi, tôi... Có chuyện gì tới đây rồi nói. Hôm nay tôi mà không có kịp bộ hồ sơ đó thì công việc của cậu cũng tan nát luôn đó. Cậu có biết ở đây có bao nhiêu người đang chờ bộ hồ sơ đó không? Nhanh đi. Alo. Sao lửa bỏng, không chịu nghe máy. Bộ nó tính hỏng về hay sao vậy? Chị đừng lo, chắc là nó đang trên đường về thôi. Hồi nãy nó bắt xe chuyến cuối mà. Biết phải đang về hay không? Sao tự nhiên tôi nóng ruột quá. Nhà đơn chiếc, tôi thì mình nó không về lấy ai chăm sóc cho con Nương đây. Tôi chăm cũng được mà. Đã đuối con Nương đi rồi, hồi nó khỏe mạnh á thì nó lo làm ăn đỡ đần cho nhà tôi. Tới hồi nó bệnh ra đó để chị chăm còn sao được. Đừng có suy nghĩ nhiều. Tôi thì con dâu hay con gái gì cũng cưng hết trơn á. Nhà tôi với nhà chị giống nhau, nhà nào cũng ít con mà.